quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chương trình chúng tôi được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Khẩu vị ngôi sao của chúng tôi đã quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới, một gian bếp mới, một phong cách khám phá khẩu vị ngôi sao mới. Và ngay cả tôi, Hà Thu cũng sẽ đồng hành với quý vị và các bạn với một vai trò mới, người dẫn chương trình. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng chào mừng một vị khách mời lần đầu tiên đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao, diễn viên Ngô Phương Anh. Chào Ngô Phương Anh. Chào Hà Thu. Mời bạn. Chào Phương Anh. Cảm ơn Thu. Không biết là một diễn viên thì Phương Anh sắp xếp cho cái công việc ăn uống như thế nào để không có bị rối loạn á, tại vì mình giờ giấc cũng không ổn định á. Đầu tiên thì Phương Anh xin gửi lời chào đến Thu, gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khẩu vị ngôi sao. Thật ra thì gần đây Phương Anh theo chế độ healthy một chút, có nghĩa là dùng nhiều rau củ hơn và hạn chế tinh bột. Kiêng tinh bột này, ăn nhiều rau củ quả là một bí kíp của Phương Anh để mà giữ dáng đúng không? Đúng rồi. Vậy thì ngay bây giờ không biết là Phương Anh có một suy nghĩ trong đầu mình là có muốn thưởng thức ngay một cái món gì đó ngay tại gian bếp của Hà Thu ngày hôm nay không? Tất nhiên là có rồi, đã đến đây là đã chạy trong đầu rất là nhiều món luôn chứ không phải là một hai món đâu. Bây giờ là Phương Anh sẽ có quyền ghi ra được hai món mà Phương Anh thích nhất trong thời điểm hiện tại và muốn ăn. Chúng ta sẽ xem thử hai bạn fan hâm mộ của chúng ta có thể làm những cái món mà Phương Anh thích không nhé. Rồi. Đây. Rồi, bây giờ tôi sẽ giữ hai cái món ăn này. Và bây giờ mình chào mừng hai fan hâm mộ của Phương Anh ngày hôm nay sẽ đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao của chúng ta. Xin mời hai bạn. Và bây giờ mời hai bạn giới thiệu một chút về bản thân mình để cho Phương Anh được biết ha. Xin giới thiệu, mình tên là Ngọc Oanh. Mình được biết Ngô Phương Anh thì chắc cũng hơn 2 năm rồi Ngô Phương Anh ha. Yeah. Thì từ cái hồi lần đầu tiên gặp thì đã thấy Ngô Phương Anh là một cô gái rất là bản lĩnh, rất là giỏi và xinh đẹp nữa. Rồi qua những cuộc thi giống như Én Vàng thì mình càng cảm thấy là cô gái này là có một cái nghị lực, mình ngưỡng mộ lắm. Cho nên mình cứ dõi theo cái hành trình của Ngô Phương Anh. Em nghĩ là một cô gái tài năng xinh đẹp như thế này thì không chỉ chị Oanh hâm mộ đâu mà ngay cả em cũng ngưỡng mộ. Và bây giờ mời bạn Nam giới thiệu một chút về mình và lý do vì sao lại mê Phương Anh nè. Xin chào mọi người, mình tên là Đức Thuận. Hiện tại công việc của mình cũng là một nhân sự của trong ekip làm phim luôn. Chị Oanh mới có 2 năm mà. Còn Thuận thì quen Ngô Phương Anh đó, chắc cũng phải được 7 năm rồi. Và cái tình yêu thương nó không có được đong đếm bằng thời gian mà sẽ đong đếm bằng những cái thử thách sau đây nè. Xem ai vượt qua tốt hơn để hoàn thành món ăn hợp khẩu vị của Phương Anh hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần thứ nhất, đó là phần khám phá khẩu vị ngôi sao cùng với Ngô Phương Anh. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Khẩu vị ngôi sao trong phần khám phá khẩu vị ngôi sao. Trong phần này sẽ có những bí mật sẽ được bật mí về Phương Anh. Đó là ba từ khóa. Trước khi chúng ta mở được ba từ khóa này thì chúng ta sẽ phải vượt qua hai câu hỏi và một phần thử thách. Mỗi câu hỏi chúng ta sẽ hoàn thành trong vòng 10 giây. Ai trả lời đúng câu hỏi sẽ được quyền mở một bí mật của Phương Anh. Và Phương Anh sẽ chia sẻ cho chúng ta về bí mật đó. Sau hai câu hỏi và một phần thử thách, nếu ai có nhiều đáp án đúng hơn thì chúng ta sẽ được quyền chọn một trong hai món ăn mà Phương Anh đã ghi vào đây và tôi đang giữ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với câu hỏi số 1. Kể tên ba món ăn đặc trưng trong ngày Tết của ba vùng miền khác nhau, Bắc, Trung, Nam. 10 giây bắt đầu. Chín, 10, hết giờ. Và chị Oanh đã hoàn thành với 3 món. Chị đọc lên cho quý vị khán giả nghe nha chị. Món thứ nhất là bánh chưng là của miền Bắc. Bánh tét là của miền Nam. Và dưa cải mà còn chưa kịp ghi chữ chua. Dưa cải chua là của miền Trung. Giờ mình dừng với dưa cải đúng không chị? Đúng rồi. Tại mới chữ cải là hơi tới số 10 là hết, không viết kịp. Bây giờ mình đến với ba đáp án của Thuận nè. Thuận thì mới ghi được có 2 đáp án nè. Rồi là thấy là bất lợi hơn thôi rồi đó. Chắc rồi. Bánh tét là của miền Nam, còn bánh chưng là của miền Bắc. Còn miền Trung thì Thuận không biết thiệt. Miền Trung không biết luôn. Miền Trung là quê của Hà Thu nè. Bạn có biết là người dẫn chương trình hôm nay là quê miền Trung không? Chết rồi, có lỗi. Lại quá. Thêm một sự bất lợi nữa. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra xem đáp án của chị nha. Miền Bắc sẽ có bánh chưng, chính xác. Miền Nam sẽ có bánh tét, chính xác. Đáp án thứ ba và dưa cải thì không được chấp nhận. Mình có 2 đáp án đúng.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đáp án của Thuận nè. Miền Nam là có bánh tét phải không? Đúng. Chắc chưa? Chắc. Chắc đúng. Yeah. Cái thứ hai, bánh chưng là của miền nào nào? Miền Bắc. Đúng luôn. Vậy là chúng ta có kết quả hòa một đều. Cho nên là bây giờ quyền mở từ khóa sẽ thuộc về cô gái xinh đẹp của chúng ta, Phương Anh. Vậy ạ. Hãy giúp hai người chơi của chúng ta mở một từ khóa nha Phương Anh. Phương Anh sẽ mở số 1. Số 1 là mùi. Mùi. Wow, cái từ mùi này nó nhiều lắm nha. Sao Phương Anh lại chia sẻ về từ khóa này nè? Mùi không, không mùi bản thân Phương Anh thôi. Bản thân Phương Anh, đối với bản thân Phương Anh cực kỳ không thích mùi măng. Mùi măng tươi hay là măng chua Phương Anh? Nói chung là tất cả về măng là Phương Anh không thể nào ngửi được. Hôm nào mà đoàn phim nấu cái gì mà liên quan tới măng là coi như là ngày đó nhịn đói. Đây là một cái gợi ý rất là quan trọng về Phương Anh. Tại vì những cái gì mà liên quan tới măng chúng ta sẽ loại bỏ nha. Tại cô gái này không ăn được. Không ăn được luôn đúng không Phương không Anh? Không ăn được, không ngửi, không ngửi được mùi măng. Không ăn được luôn. Cực kỳ không thích măng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa thì được gọi là gì? Rồi bây giờ chúng ta cùng quay đáp án ra nè. Nướng. Chính xác. Yeah. Phần khám phá một cái từ khóa tiếp theo cũng sẽ lại thuộc về Phương Anh. Vậy đi cho công bằng. Xin mời Phương Anh mở từ khóa tiếp theo. Phương Anh sẽ chọn số 3. Đủ là được. Và mọi người thấy xuất hiện ở trên này, đó là một chiếc mũ đầu bếp được gọi là huy hiệu thần bếp. Nếu mà một trong hai bạn mở được cái huy hiệu thần bếp này á, thì người đó sẽ có một lợi thế rất là lớn, sẽ được dành sự trợ giúp của Phương Anh trong lúc mình nấu ăn. Tại vì gian bếp của chúng ta thì hoàn toàn mới nghe, rất là nhiều thử thách. Mà nếu mà giành được sự trợ giúp từ Phương Anh á, thì là một lợi thế rất lớn. Nhưng mà lợi thế đó không ai giành được cả, bởi vì người mở từ khóa này là Phương Anh. Và sau đây Phương Anh chia sẻ một chút về đủ là được. Trong một món ăn thì mình nên nêm nếm vừa đủ thì cái món ăn đó sẽ ngon. Phương Anh nghĩ cái từ đó nó cũng khó đó. Nói như vậy thôi chứ cũng... biết bao nhiêu là đủ. Và đối với đó, mỗi người thì cái đủ khác nhau. Đúng rồi. Đẹp cũng phải đẹp đủ thôi nha. Đẹp quá không được đâu nha. Thua à, tôi đang nói thua à. Không, Phương Anh á, đẹp quá làm MC khó chịu. Và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc hai câu hỏi và đến với một phần tiếp theo, đó là phần thử thách. Thử thách của chúng ta sẽ là mỗi người chơi được cung cấp 6 quả trứng, trong đó có một quả trứng cút và 5 quả trứng gà. Thử thách của chúng ta sẽ là phải đặt một quả trứng cút ở giữa mũi này nè. Rồi các bạn sẽ làm cách nào đó không biết. Ngửa ra hay nghiêng xuống hay làm gì đó để giữ thăng bằng cho quả trứng cút đó không được rơi khỏi vị trí này. Bên này là hơi khó rồi. Trong khi mà chúng ta giữ thăng bằng nha, tay chúng ta sẽ phải bóc 5 quả trứng gà còn lại trong vòng 1 phút 30 giây. Nếu bạn nào bóc được nhanh hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. Không cần ăn nha, chỉ cần bóc thôi. Còn ăn thì có Thu với Phương Anh lo. Và bây giờ Thu sẽ lấy qua đây cho các bạn 2 phần trứng nè. 1 phút 30 giây à. Đây. Hà Thu sẽ bắt đầu đếm thời gian. Là mình để cái trứng cút lên rồi mình mới đếm, hay là mình đếm rồi mới để trứng cút lên rồi mình mới đập? Chị muốn sao? Mấy người lớn tuổi biết sao không? Biết sao mà lớn mấy người lớn tuổi hay khó khăn lắm, khó chịu lắm. Thôi vậy ưu tiên người lớn tuổi, em để cho chị đặt xong rồi giờ em mới đếm thời gian nha chị. Dù chị 5 giây chị làm trước luôn. Nhưng mà ai rớt trứng cút thì chúng ta sẽ trở thành người thua cuộc nha chị. Hỏi cho cô dân rớt trước nữa. Ai vị khách mời của chúng ta hãy đặt trứng lên đi nào. Chết. 3, 2, 1, bắt đầu. Rớt mất tiêu rồi, bây giờ sao? Lấy cái kia chị, lấy cái kia đây. Chị còn một cái tiếp tục chị. Cái gì mà nhét vô mũi. Wow, phần chúng ta đã hoàn thành được 3 trái rồi và đang trên đường bóc trái thứ 4. Trời ơi. Ôi, bạn Thuận có vẻ là rất là chuyên gia bóc trứng nha. Trái thứ 5 rồi. Bình tĩnh nha chị. Xong và Thuận đã kết thúc 5 trái trứng của chúng ta với thời gian là 45 giây. Và Chiều Anh đã lột được 2 trái. Từ khóa cuối cùng là thuộc về Thuận, được mở từ khóa đó. Và không còn sự lựa chọn nữa Thuận à. Quê Phương Anh ở đâu nè? Ở cuối cùng đất nước Cà Mau. Có cua ngon lắm nè.
Ngoài cua thì hương vị quê nhà của Phương Anh còn có những cái gì nữa mà Phương Anh thích ăn nè? Hồi nhỏ đó, mỗi lần về ngoại thì mới được ăn cái món gỏi ngó sen. Nhiều khi thèm cái món này, rất là muốn được về ngoại để được ăn cái món này, cho nên là nó là gắn liền với cái tuổi thơ của Phương Anh luôn vậy đó. Bây giờ là mỗi lần thích ăn cái món này phải bắt một cái chuyến tàu về quê hương hả? Chuyến đò về không, quê bây hương. Bây giờ thì ở thành phố mình bán rất là nhiều mà. Nhưng mà cái khẩu vị của nó có giống không? Khó có thể nào tìm lại được cái hương vị quê nhà như là Phương Anh nói gì đó. Cho nên là ngày hôm nay đã viết cái đó vào tờ giấy và hy vọng là anh chị sẽ có thể giúp cho Phương Anh khó tìm lại nha. Cái hương vị đó. Vậy thì Phương Anh đã bật mí một món rồi, đó là gỏi ngó sen tôm thịt. Đó, khó nha, đề bài rất khó nha. Và món thứ hai đó là ốc hương xào bắp bơ. Rồi bây giờ Thuận sẽ được quyền chọn một trong hai món này. Món nào là sở trường của Thuận nè? Anh Thuận sẽ cho em trở về nhà ngoại của em luôn. Anh hứa sẽ làm món này cho em. Vậy là món còn lại, ốc hương xào bắp bơ, có phải là một cái sở trường của chị không? Cũng không phải sở trường lắm, nhưng mà Thuận đã đưa Phương Anh về quê thì Oanh cũng đưa Phương Anh đi dạo vậy vòng đâu, thành vậy phố Hồ Chí Minh. Thuận lại được thêm một lợi thế nữa, đó là Thuận được quyền chọn gian bếp bên trái hay bên phải để đưa Phương Anh về Cà Mau nè. Anh chọn bên trái. Thế là gian bếp bên phải sẽ thuộc về chị Oanh. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá khẩu vị của Phương Anh qua phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị trở lại với khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần 2, đó là phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Và Hà Thu, Phương Anh cùng hai bạn chơi đang có mặt ở gian bếp kỳ lạ của chúng ta. Phương Anh có biết vì sao lại là gian bếp kỳ lạ không? Chắc có lẽ là nó phải khác biệt hơn những cái gian bếp bình thường đúng không Hà Thu? Đúng, chính xác. Và bếp trái bên bạn Thuận chọn sẽ là bếp lặng. Lý do vì sao lại gọi là bếp lặng? Bởi vì anh Thuận phải ngụp lặng trong đốc bột kia để tìm ra các gia vị cho món ăn của mình mà không dùng tay. Và bên phải của Hà Thu sẽ là bếp bay. Bếp bay là hả? Dạ, là chị phải bay bổng với một đống bóng này đấy chị. Ủa, là bữa nay mình vừa được chơi khinh khí cầu vừa nấu ăn luôn hả? Dạ, chị phải làm vỡ tất cả cái bong bóng này bằng cái gì không biết mà không được dùng bằng tay. Okay. Rồi, cả hai anh chị sẽ có 20 phút để thực hiện món ăn của mình thôi, cho nên kết thúc cái phần này càng nhanh thì chúng ta càng có nhiều thời gian để nấu món ăn của mình. Và thời gian bắt đầu. Ủa là chị Oanh hả? Trời ơi, một cái. Trời ơi. Anh Tuấn vẫn đang lần thôi. Anh Tuấn ơi, mình ổn chứ hả? Ổn em, ổn. Dạ. Khi mà có đây, gia vị mình được đây, dùng tay không? Đây, sẽ giúp anh lấy được gia vị này ra, rồi anh tiếp tục. Nghe kéo xuống rồi lấy chân nhạc lên. Không dùng tay mà. Dạ. Trời ơi. Đây, gia vị tiếp theo, hành phi. Cố lên anh ơi. Trời ơi. Thu ơi. Dạ, rồi. Xong, đủ không? Đủ chưa? Giờ khi mà xong ba gia vị là mình được vừa làm đúng không? Cho anh còn hai trái nữa. Và anh Thuận đã kết thúc phần thử thách của mình. Sao, nổi không? Cho anh cố lên. Cố lên, còn một chị trái ơi, cái thôi. Cái vị trí đó có tác dụng á, chị tiếp tục với cái vị trí đó. Ủa, nha chị. Ủa, bên đây không nấu đi. Ây da. Rồi, và chị Oanh đã kết thúc phần tìm gia vị của chúng ta. Đấy, bây giờ nấu luôn, đúng không? Trong lúc làm thì anh Thuận và chị Oanh để ý nha, trên trước mặt mình sẽ có những cái gia vị sẽ cần thiết cho món của chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng những cái món nào mà có thử thách ở trên này thì chúng ta sẽ phải vượt qua thử thách để dùng cái nguyên liệu đó. Ví dụ như anh muốn dùng nước mắm thì anh phải vượt qua thử thách này. Và nếu anh không cần dùng thì anh không cần vượt qua thử thách, nhưng mà sẽ không có món đó để anh nấu. À đúng rồi, cái bắp này là thử thách là phải vượt qua bằng tay nè. Chị phải gửi bằng tay. Bạn không được dùng các vật dụng bếp. Đúng rồi, không được dùng. Đúng rồi. Chứ bình thường, bằng tay. Nếu mà bình thường ở nhà là Phương Anh sẽ lấy dao. Đúng rồi, thì nó nhanh mà không cho. Lát mà Phương Anh ăn thì không có tìm ra bắp ở đâu luôn á. Tại vì nhưng mà cái này khó hơn. Rồi, anh Thuận cần thử thách gì không nè? Không thôi, Thuận cho ăn gian đó. Trời ơi, vậy là trong ý nghĩ của em từ đó giờ anh ăn gian không á hả? Nếu mà anh cần chanh thì anh hãy cười 5 kiểu khác nhau. Em nghĩ với chiếc miệng xinh xắn của anh thì cười 5 kiểu là chuyện nhỏ ha. Nếu mà cần nước mắm thì hãy hít đất 5 cái. Trời ơi, thanh niên 50 cái chưa ăn gì. Anh lớn tuổi rồi em ơi. Lớn tuổi hả? Nãy em nghe anh chê chịu anh lớn tuổi dữ lắm mà.
Bây giờ làm cái này phải ngậm cái này trong 10 giây. Ngậm một lá chanh trong 10 giây. Ngậm một lá chanh trong 10 giây em sẽ đếm. Đếm lẹ nha. Em đếm từ nhiêu ta? 10 9 8 7 cái đồng hồ em nó hơi chậm chị. 6 5 5 4 3 2 1 hết giờ. Ngọt không chị? Ngọt lắm, chúc cho em ngậm thử nha. Nó đòi nhức nồi á. Anh Thuận, anh chưa cần thử thách gì nhờ? Chưa, từ từ. Chưa luôn. Ấy nó có cái gì nè? À, tới thử thách rồi, đó là bạn hãy lột và ăn 3 quả trứng cút lột. Trứng cút luộc. Luộc. Chị Oanh ơi, chị Oanh không quan tâm không luôn nghe. Chị Oanh đang tập trung. Bớt quấy rối, người ta đang tập trung nha. Đâu, mình thi là mình phải giao lưu với nhau chị. Thôi giao lưu đầu rồi. Thưởng nào vừa nấu được vừa ăn, chỉ có ở Khẩu Viện Ngôi Sao thôi anh ơi. Các bếp khác là không có ăn đâu. Thử thách gì mà thử thách ăn. À, cái này để gọt cà rốt. Đúng rồi, gọt gọt. Phương Anh nãy là Phương Anh chia sẻ là không có nấu được cái món gỏi, thì vậy cái món ốc xào, hương xào này Phương Anh làm được không? À, món này Phương Anh làm được. Món bên đó đó, Phương Anh đặc biệt thích hải sản cho nên là Phương Anh... À, lúc nào Phương Anh rảnh, cô đến thăm. Trời, Phương Anh hay nấu đồ ăn lắm. Tới nhà chơi, tại vì ốc hương hơi đắt á, tôi ít khi mua về nhà ăn lắm. À, chị Oanh ơi, em thích ăn hơi cay cay á nha. Đó, nguyên một đống ớt đó Phương Anh. Thôi, lát giả hết đống đó là Phương Anh cho chị thắng. Không biết anh Thuận còn cái gia vị nào anh cần ở đây mà phải vượt qua thử thách không, thì anh hãy hoàn thành thử thách của anh đi, để Thu và Phương Anh đi ra trả lại gian bếp bình yên cho anh chị thực hiện, để khỏi phải rối loạn nè. Nước mắm anh có cần không? Cần. Ủa bây giờ lấy cái này là phải quay luôn hả? Quay rồi, đem công bằng nha. Để vượt qua những thử thách còn lại thì mời hai bạn lên phía trên để mọi người có thể nhìn rõ hơn xem hai bạn có chơi ăn gian không nè. Xí làm sao? Nè. Đó, Phương Anh làm thị phạm đi nè. Mời Phương Anh ra thị phạm luôn nè. 2 nè. Bà Thu không đếm. 3 nè. Chưa đếm, chưa đếm chị ơi. 1 nè. Chưa chị, giờ làm lại chị chưa đếm. Chưa đếm mà. Chắc. Chị sẵn sàng chưa? Chị ơi, em là MC mà sao chị dọa nạt em vậy? Rồi, 1. Quay người ta mới đếm chứ trời. 2. 3. Giỏi quá. 4. 5. Chị Oanh sẽ còn một thử thách cuối cùng, đó là bạn hãy đập và tách 2 lòng đỏ trứng gà. Đây chị, 2 cái trứng này chị phải đập và tách ra. Chị hoàn thành thử thách đi, em tắt lửa thay chị. Trời ơi, dạ. Lại giờ bên đó làm mà món này thắng là cũng có phần của em đó nha. Là cái này là mình chỉ lấy lòng đỏ thôi hả? Phương Anh nhớ kiểm tra nha, Thu bận làm đầu bếp rồi. Rồi, 2 xong, quả. Chị đã có được 2 chai nước mắm của chương trình. Hình như là bên Thuận còn một cái đó, em trả bếp cho chị nè. Đúng rồi. Thì anh xôi quá nè. Thuận ơi, thử thách là gì? Bạn hãy cười 5 kiểu khác nhau. Rồi, đứng, xin mời đứng trước đây, cười. Thiệt cho hả? Khán giả được thấy rõ được những cái nét duyên dáng trên nụ cười của anh. Thì anh cứ nghĩ chứ cười sao thì anh cứ cười như vậy. Rồi. Thôi. 1. Lại cười duyên phải không? Đúng rồi, rồi cười duyên. Cười thứ nhất. Thứ hai cười nhe răng. Rồi tiếp theo. Kiểu này là gì? À, cười chọc quê bà Oanh đó. Rồi kiểu thứ tư nè. Kiểu gì giống, kiểu giống con gì kêu con vậy? Dê em. À, cười dê, cười này là cười dê hả? Đúng rồi. Thôi rồi, ok. Tiếp theo. Cười này cười muốn bị quánh hả? Cười khẩy. Rồi mời về chỗ không bị đánh bây giờ. Rồi bây giờ anh hoàn thành thử thách của mình rồi nè. Bây giờ Phương Anh ơi, giờ mình để cho anh chị bình yên chút, nãy giờ mình hành hạ quá ha. Thì mình ra ngoài để anh chị tập trung nấu món ăn của mình. Rồi, chúc mừng Phương Anh nha. Wow, nhìn là bắt mắt rồi, đẹp quá đúng không? Đây, rồi bây giờ Phương Anh muốn thử món nào trước nè? À, chắc là Phương Anh sẽ thử món của chị Oanh trước đi ha. Ok, mời Thu. Mời Phương Anh. Mời Thu. Mời Phương Anh. Mình làm chung đi. Ừ, làm chung ha. Rồi, hình như hồi nãy Thu cũng có nói với Phương Anh là Thu cũng có
cũng thích thích món này đúng không? Ốc là nghề luôn á, lúc nào mà rảnh là xà xà xài vô mấy quán ốc. Rồi nè, đây Phương Anh mời luôn. Chủ nhà sung sướng quá. Rồi rồi Phương Anh thử trước đi nè. Nãy Phương Anh yêu cầu cay là đúng là có cay thiệt. Có cay không? Sao hai người hả? Cay ít à. Thường á Phương Anh có làm món này ở nhà thì trước khi mà Phương Anh xào chung với ốc hương thì Phương Anh sẽ luộc bắp trước cho nó mềm. Nhưng mà hôm nay thì thấy chị Oanh không có luộc nhưng mà bắp nó vẫn mềm. Ốc hương xào, bắp bơ thì ốc hương là quan trọng, xem có thấm không. Tại vì cái ốc hương này làm á, mà không khéo á thì, tại vì cái gia vị bắp thì nó sẽ mặn, nhưng mà cái ốc hương phía trong á, tại nó nằm phía trong không thấm vô được thì nó sẽ bị nhạt. Suy tư quá, ăn xong mà suy tư quá chị ơi. Hồi hộp quá. Bắp và bơ đủ, nó vừa, nó thơm, nó vừa hơi ngọt ngọt. Nhưng đúng mà tiêu chuẩn của Phương Anh đó là nãy là đủ. Tuy nhiên thì ốc hương nó hình như nó hơi mặn một chút xíu so với cái khẩu vị của Phương Anh. Phương Anh thì thích ăn ngọt nhiều hơn. Đúng là chế độ ăn thì chúng ta nên giảm ăn mặn thì nó sẽ đỡ tích nước cho cơ thể và nó sẽ tốt hơn đúng không? Rồi. Thì món này ngon nhưng mà hơi mặn. Đúng rồi. Chút xíu. Bây giờ thì chuẩn bị nước nè, đi về quê ngoại nè. Lúc nãy thì thấy anh Thuận hơi vất vả với cái món hương vị quê nhà của em đúng không? Đúng rồi, quê ngoại em hơi chua. Hơi chua. Phải cười năm kiểu, dính đầy bột mới về được Cà Mau đó. Đây, bây giờ về cái hình thức thì món này khá bắt mắt rồi đó ha. Có hành phi, có đậu phụng, cà rốt. Đây, mời Thu. Thôi Phương Anh đi, tôi ngại quá à. Không có gì phải ngại cả. Phương Anh nha. Cảm ơn Phương Anh. Ủa hình như Thu chưa có thịt đúng không? Ừ, trời khách mời nào cũng vậy, trời ơi làm hoài luôn á. Rồi, bây giờ thử ngó sen nha. Sao? Cười là gì nhỉ? Theo Phương Anh thấy thì sen là giòn ngon nè. Còn thịt đó thì cũng đã vừa. Nói chung là Phương Anh thích món gỏi ngó sen này của anh Thuận à. Nhưng mà chị Oanh cũng đừng có buồn. Tại vì thôi đừng nói nữa, đang buồn dữ lắm. Sắp khóc rồi. Thôi mà. Cảm ơn chị Oanh đã làm món ốc xào bắp bơ cho em. Em cảm ơn anh Thuận ngày hôm nay đã mang hương vị của quê nhà của em đến với trường quay của Khẩu Vị Ngôi Sao. Và em xin phép được trao giải nhất này cho anh Thuận. Chúc mừng anh Thuận đã chiến thắng và giành phần thưởng 5 triệu đồng từ chương trình. Và Phương Anh ơi, hãy trao hai phần quà này cho hai vị khách mời của chúng ta nào. Rồi. Đó. Chị Oanh nha. Trời ơi, con bé dễ thương quá. Chút xíu. Ủa, được giải nhất rồi mà còn được thêm cái này nữa đó hả? Vâng, cảm ơn hai bạn đã yêu quý Phương Anh và đến với chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Phương Anh đã nhận lời tham gia chương trình của Viện Ngôi Sao. Chúc Phương Anh ngày càng xinh đẹp nè, ngày càng thành công hơn trong công việc của mình. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.